giống như các nhà sản xuất ô tô khác, Renault được biết đến là người chơi con bài hoài cổ với những mẫu xe mang tính biểu tượng như năm được mô phỏng lại như một chiếc EV hiện đại. Tuy nhiên, công ty đang đưa điều đó lên một tầm cao mới với E4, một phiên bản xe bay theo đúng nghĩa đen của mẫu hatchback Renault 4 đình đám. Renault đã hợp tác với công ty thiết kế Miami Personal để tạo ra một chiếc máy bay không người lái có kích thước bằng con người với phiên bản cập nhật của 4 chiếc ngồi trên. Mẫu concept này đánh dấu kỷ niệm 60 năm ra đời của Renault 4 và nhằm mục đích cho thấy thương hiệu có thể sẽ tồn tại 60 năm trong chặng đường. AIA4 là một biểu tượng của độc lập và tự do. Được sinh ra từ nhận thức rằng giao thông đang gia tăng, cuộc sống đang dừng lại và thế giới phía trên chúng ta không được hạnh phúc, Renault viết. Thân máy được làm hoàn toàn bằng sợi carbon và mang theo pin 22.000 mAh, không có điện áp, cung cấp tổng năng lượng 90.000 mAh. Lực đẩy được đưa ra là 95 kg hoặc 209 pound cho mỗi cánh quạt, cho tổng sức nâng khoảng 840 pound. Người lái xe bước vào bằng cách nâng toàn bộ cơ thể từ phía trước để vào một nội thất mà Renault mô tả là thực dụng. Nó có thể cất cánh ở tốc độ 31 mph, hiện giới hạn ở 9 mph, và bay xung quanh tốc độ lên đến 58 mph. Nó đã bay trong một thời gian ngắn ở trên, nhưng hiện dự kiến sẽ được trưng bày tại bảo tàng Atelier Renault ở Paris và các nơi khác trên thế giới, Miami, New York và Macau, vào năm 2022. Renault từng gọi chiếc 4, còn được gọi là 4L hoặc Quatrain, là chiếc xe quần jean xanh, và nó ra mắt vào năm 1961 với động cơ 603 cm³ như một phương tiện vận hành thú vị, rẻ tiền. Hãng đã bán được hơn 8 triệu mẫu xe trong hơn 30 năm trên 100 quốc gia, với phiên bản cuối cùng được sản xuất vào năm 1992. Renault đã công bố kế hoạch hồi sinh mẫu xe đó với tên gọi Renault 4 Ever EV vào năm 2025. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.